Hello tất cả bác nhá, chào mừng bác đã quay trở lại với kênh Hoài Aro nhá. Tiếp tục video thì ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng là một tháng của ngày cuối năm. Thì lần đầu tiên xin gửi lời chúc tốt đẹp tới cả bác trên mọi miền tổ quốc với một lời chúc sức khỏe. Chúc các bác chuẩn bị một cuối năm có một cái Tết thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và ngày hôm nay em có lên một cấu hình bộ karaoke chất lượng đồng bộ chính hãng cho tất cả các bác. Và với dòng sản phẩm đồng bộ chính hãng của Eric đúng không ạ? Thưa tất cả bác thân mến, và những sản phẩm chính hãng của Eric là em đã đưa tất cả các bác tới những sản phẩm từ loa súp, loa full đúng không ạ? Đẩy 2 kênh, 4 kênh và thiết bị quản lý nguồn, 4 mic không dây và chiếc vang số, vang cơ. Thì ngày hôm nay thì em có lên một combo một bộ cho tất cả các bác. Thì nếu như tất cả các bác nào muốn sở hữu một bộ karaoke chính hãng chất lượng này thì các bác có thể là theo dõi hết video ngày hôm nay. Và các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Simple Life nhá. Tất cả các bác đừng quên ủng hộ cho Simple Life nhá. Và đầu tiên em giới thiệu tất cả các bác một bộ karaoke trị giá 25 triệu các bác nhá. Bộ karaoke trị giá 25 triệu trong ngày hôm nay, đồng bộ chính hãng của sản phẩm Eric. Và em sẽ giải thích các bác một chút, sản phẩm Eric được tiền thân sản xuất tại công ty của Tedeo Cotic. Và đây là những phiên bản nâng cấp của tại công ty Tedeo Cotic. Nó giống như kiểu là B3 và 3G đều cùng một công ty các bác nhá. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác là loa trước. Đây, đây là một sản phẩm dòng loa của UK12. Eric thì nó cũng rất nhiều sản phẩm mẫu loa. Về thiết kế của UK12 là phiên bản năm 2022, bản thu gọn rất là gọn gàng và được sử dụng thùng cân các bác nhá. Thùng cân đúng không ạ? Sử dụng thùng cân các bác nhìn này, thùng cân. Đấy, các bác nhìn sử dụng thùng cân rất đẹp luôn. Và ngày hôm nay mong muốn rằng thì em sẽ giới thiệu tất cả các bác là chi tiết hơn nữa đối với dòng loa của Eric. UK12 sử dụng một mắt 30 và một chép kèn các bác nhá. Sử dụng mắt 30 và một chép kèn. Và đó đều tất cả có đều logo và khi phát điện sáng các bác nhá. Phát điện sáng. Và đây là tem sản phẩm chính hãng của Eric đúng không ạ? Nhãn hiệu Eric Audio đúng không ạ? Và đây là sản phẩm Eric Audio. Tất cả có giấy QC kiểm định, tất cả đầy đủ giấy tờ QC chính ngạch đầy đủ các bác nhá. Đây các bác nhìn đấy ạ, rất đẹp luôn, thiết kế thùng lạc cân rất đẹp luôn. UK12 đúng không ạ? UK12. Và tiếp sau đó là một đồng bộ chính hãng của Eric các bác nhá. Chính hãng của Eric. Thì đầu tiên các bác, đây là con đẩy 2 kênh. Con đẩy 2 kênh này thì của nó sử dụng là 850W trên một kênh, 850W trên một kênh các bác nhá. Phiên bản có 601W một kênh này, 650 và đây là 2 kênh 850W một kênh ở 8 ohm. Thiết kế mặt phay nhôm màu vàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Và một chiếc vang cơ đúng không ạ? Vang cơ tích hợp hệ EchoCap đúng không ạ? Sử dụng công nghệ đời mới, phiên bản đời mới nhất của Eric các bác nhá. Và có chế độ cổng quang Bluetooth, USB, AUX1, AUX2. Thì các bác có thể là sử dụng cổng quang này, bắt Bluetooth này đúng không ạ? Cổng USB này. Giới thiệu qua bác một chút, đây đằng trước của nó là 2 mic 1, mic 2, đằng sau có một cổng mic các bác nhá. Đây là volume riêng biệt. Có một màn hình 3 inch đúng không ạ? Hiện logo Eric hàng chính hãng luôn. Và bên em giải thích tất cả các bác là bên em chỉ bán hàng bãi xịn và hàng chính hãng xịn và hàng fake, hàng nhái bên em không làm nhá. Và đây là sử dụng FBX chống hú này, delay này, repeat của Echo này, bát trung tép của phần Echo, equalizer của Echo và bát trung tép của phần mic tổng và bát trung tép của phần mic music tổng. Thì những phân khúc này sẽ dành cho tất cả các bác nào đã và đang sử dụng những dòng vang cơ, các bác có trung tuổi, trung niên, các bác sử dụng rất là dễ, ok chưa ạ? Và chế độ mode thì các bác chọn chế độ là USB, Bluetooth, hiện tại em đang chạy cổng Bluetooth, cổng quang OTG này, AUX1, AUX2. Và bên phải thì nó là của FX tổng này, mic tổng và music tổng. Sản phẩm vang cơ tích hợp EchoCap OS 12 Plus đúng không ạ? Và một bộ mic không dây 6 số tự ngắt. Đấy, thiết kế phiên bản 2022, model là PS21 Pro đúng không ạ? Dòng này 6 số tự ngắt, cảm biến các bác nhá, có gia tốc. Chất âm mic thì em khẳng định các bác luôn, rất là chất lượng. Và hàng chính hãng thì các bác nên yên tâm sử dụng sản phẩm này. Khi điện tử Hoài Aro sẽ giới thiệu tất cả các bác từng sản phẩm là bên em sẽ phải chọn lựa chọn những sản phẩm chính hãng nhưng những sản phẩm chất lượng thì sẽ gửi đến tất cả các bác là người tiêu dùng các bác nhá. Và một chiếc quản lý nguồn cũng không thể thiếu trong gia đình, đó là model PS2021. Thì con này là sử dụng 8 cổng đằng sau và một cổng đằng trước. Thì đối với phiên bản này thì nó cổng đằng trước nó sẽ có cả chống trẻ em đút tay vào các bác nhá. Đây là đồng hồ hiển thị và con này sẽ sử dụng là phím tắt, các bác tự động tắt nguồn. Nó sẽ thiết bị quản lý nguồn, thiết bị trong gia đình an toàn đúng không ạ? Và chúng ta tiện lợi sử dụng, chỉ cần dùng một thao tác thôi. Ok, và bộ karaoke này bên em đang chào bán tất cả các bác là với mức giá là gì ạ? 25 triệu các bác nhá. 25 triệu bên em bao ship cho tất cả các bác.
25 triệu bao ship cho tất cả các bác. Và với đối với tất cả các bác nào trong khu vực miền Bắc các bác nhá. Trong vòng bán kính 100 km bên em sẽ bao, sẽ lắp và lắp tận nơi cho các bác. Và không tính một đồng tiền công nào cả. Dây rắc cho tất cả các bác đầy đủ hết. Một đôi loa này, một bộ này thì các bác chơi phòng độ 20 m2. Rất là ok luôn các bác nhá. Đây bây giờ sẽ test nhà cho các bác một chút nhá. Có đường về nhà xa ngàn dặm. Ok, tất cả các bác cùng trải nghiệm một đoạn nhạc Bolero và nhạc sống các bác nghe thử nhá. Karaoke cho các bác nghe trải nghiệm chất âm của bộ karaoke này các bác nhá. Ok tất cả bác, và bây giờ em thử tiếng mic các bác nghe nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ở đây. 1 2 đêm bao la rung đốn thư tình cũ. Với mây chiều đông xiêu bước em đi. Anh lại về đây trong kỷ niệm. Ở vào một ca khúc con đường xưa em đi, xin mời quý vị cùng được nghe. Lên sau bay. Con đường xưa em đi vang lên mái tổng thể ngõ hồn dân tái tình. Anh làm thơ vô quy khánh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có lòng em đôi mi ngóng theo đường vắng tay chỉ còn anh với em. Em ơi nhìn gió em khơi lòng cô trong vơi một người xa cuối trời. Lời đây phiền gán canh dài e ấm đôi đời mình còn nhớ thương ngoài. Em ơi màu áo phong sương mình ngược huy hoàng cùng bàn tay chỉ nàng.
dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ, hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm chắc hay, quan bên đường vắng tanh, chỉ còn anh với lên 1 2 5 6 7 1 2 6 lên. Ok tất cả các bác nhá, và với sản phẩm đồng bộ 25 triệu bên em sẽ bao ship cho tất cả các bác. Nếu các bác nào ở xa thì các bác có thể là cọc cho em một chút thì bên em sẽ gửi hàng, các bác nhận hàng thanh toán nốt. Và các bác ở khu vực miền Bắc mà gần khu vực 100 hơn 100 km thì bên em sẽ lắp tận nơi và sẽ bao setup đầy đủ tại nhà cho tất cả các bác. Ok, các bác cần liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá, 0352 910 9. Thân ái chào tạm biệt tất cả các bác.